hình ảnh thầy hiệu trưởng bơi vào trường ở Cao Bằng nhận được nhiều sự quan tâm. Sốt ruột khi trường lớp bị ngập sâu trong nước, một thầy hiệu trưởng bơi vào trường để kiểm tra và nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Xã Quang Vinh là vùng ngập sâu của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Hiện, gần như cả xã vùng cao này vẫn đang chìm trong biển nước, chỉ có hai xóm với khoảng 140 hộ dân không bị ngập. Tuy nhiên, với việc các vùng xung quanh ngập nặng, hai xóm này bị cô lập, đến nay đã ngày thứ năm. Trong các khu vực ngập sâu có trường tiểu học Quang Vinh. Hôm ngày 24 tháng 8 vừa qua, thầy Hoàng Văn Việt, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Vinh, phải bơi vào trường để kiểm tra tài sản. Hình ảnh thầy hiệu trưởng bơi vào trường được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng. Thầy Việt cho biết hình ảnh đó do cậu con trai đi cùng chụp lại. Mưa từ hôm 22 tháng 8 kéo dài đến sáng ngày 24 tháng 8 khiến nhiều nơi bị ngập. Dù đã dự báo là trường sẽ ngập nhưng tôi vẫn lo nên đến kiểm tra. Lúc lội vào đến gần trường thì ngập sâu, không đi được phải bơi vào trường, thầy Việt kể. Theo thầy Việt, xung quanh trường tiểu học Quang Vinh là các quả đồi, núi nên khi mưa lớn, nơi đây tập trung nước đổ dồn xuống. Không thoát kịp dẫn đến ngập sâu. Ở đợt mưa trước đó, thầy Việt đã huy động giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển bàn ghế, đồ dùng học tập và tài sản nhà trường lên tầng 2 để tránh ngập. Trước trận mưa lớn kéo dài hôm 22 tháng 8, nhà trường đã di chuyển bàn ghế trở lại vị trí cũ để chuẩn bị đón học sinh, nhưng trời mưa kéo dài nên trường tiếp tục ngập sâu. Cũng theo chia sẻ của thầy Việt, với tình hình nước rút chậm như hiện tại, sẽ rất khó để trường tiến hành khai giảng năm học mới như chương trình của ngành giáo dục. Do không còn cách nào khác nên chúng tôi phải xin ý kiến của phòng giáo dục đào tạo huyện. Sau đó, đợi khi nước rút hết, sẽ tiến hành dọn dẹp trường, lớp rồi mới khai giảng cho các em vào năm học mới, thầy Việt nói. Năm học 2024-2025, trường tiểu học Quang Vinh có 116 học sinh, trong đó đa phần các em ăn bán trú,